Có gì đặc biệt trong mẹt heo đã gây bão cộng đồng mạng thời gian qua? Không có gì đặc biệt cả. Đó là suy nghĩ khi bạn chưa trải nghiệm và thưởng thức qua đặc sản đệ nhất heo tộc quái lúa chắc nét đã làm dậy sóng giới mồi điểu và đặc sản này đã được săn đón nhiều nhất. Không phải ngẫu nhiên mà món đặc sản này được bán hàng trăm con mỗi ngày và luôn mang lại sự hài lòng cho biết bao thực khách. Với phương pháp vận chuyển độc quyền bằng lưu nóng và sự sáng tạo trong cách trình bày của đầu bếp, món ăn này không chỉ ngon mà còn rất thú vị khi thưởng thức. Heo tộc được lựa chọn kỹ càng, thịt săn chắc, ít mỡ và ngọt lăn, được tẩm ướp gia vị vừa đủ, sau đó quay trong lưu đất. Kỹ nóng luân chuyển giúp lớp da giòn rụm, thơm phức, trong khi phần thịt bên trong vẫn mềm mỏng và đậm đà. Bùng nổ vị giác khi kết hợp với các loại rau rừng và chấm cùng mắm tôm Thanh Hóa. Đây là sự hòa quyện hoàn hảo của sắc màu và hương vị, hứa hẹn gây mê cực mạnh cho những ai đam mê món quay nướng. Và dù cỡ giao xa hay giao gần thì quá ngon luôn luôn đảm bảo chất lượng cho bạn. Món sẽ luôn giòn ngon và nóng hổi. Vì vậy mà hơn một thập kỷ qua, quá ngon luôn được nhiều khách hàng tin tưởng và dành nhiều lời khen. Chắc chắn chất lượng luôn xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Hãy thử trải nghiệm sự độc đáo và hương vị khác biệt của đặc sản đệ nhất heo tộc quái lúa chặt nghẹt nhé.